Ngay sau buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ nhằm quán triệt yêu cầu và tiếp tục thực hiện dự thảo kết luận của đoàn giám sát. Trong giai đoạn 2016-2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được Bộ Công Thương triển khai căn cứ vào luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nghị định của chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành công thương, giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và từng cá nhân người lao động trong việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị cần rất tự giác và nghiêm túc thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực của mình để gửi đoàn giám sát. Đồng thời, tổ biên tập cần phải cố gắng bám sát đề cương, gợi ý của đoàn giám sát, đặc biệt là phải phối hợp với thường trực của đoàn giám sát. Bộ trưởng giao thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị ngay sau cuộc họp này và hoàn thành báo cáo trước ngày 17 tháng 8.